Dạ, em kính chào anh chị Hạc U, quý ân nhân của nhà Hảo Tâm, quý bà con và các bạn Sài Gòn. Ngoài kia là đường Kim Long, đi về một đoạn nữa là cầu Kim Long. Chúng ta thấy cái khu vực này bây giờ là một cái công viên rất là đẹp. Nhiều cái tuyến đường đi bộ, đạp xe. Và đặc biệt là cái tuyến đường đi bộ dọc sông Hương này. Buổi chiều rất là mơ màng, mát mẻ. Ô, chào hai cháu. Hai cháu thấy chú quay phim hỏi thăm rất là vui tính hiếu kỳ. Dạng gì? Đi học về hả? Học lớp mấy rồi? Lớp 8. Chú học giỏi ấy. Một cái bên view nhìn ra sông Hương. Bây giờ thì không được ấm để tắm. Nhảy xuống tắm thì lạnh. Nhưng mà mùa hè thì khu vực này nhiều bà con tắm, thưa quý vị và các bạn. Bây giờ chở hàng đi mua rồi chú? Chở lên trên trực nộp. Chở chở ó à? Chở ó như được cắm ngang bạc rồi. Chở một thùng mì tôm về nước non. Được 5 đồng bạc thôi. Được 5 ngàn. Được 5 ngàn thôi đó. Dạ. Sai gần. Thôi sao? Một cây hoặc một cây rồi. Dạ rồi, chú cứ chờ đi kiếm được ra đông mua hai đông đỏ cho bà đông người. Dạ. Đăng cái đỏ, đăng cái mọi người là. Dạ. Đây Huế, mấy ngày hôm nay nắng mưa liên tục, nhưng mà hồi đêm mưa không bị gió rất là to thôi bà con, thời tiết thay đổi nhiều. Chúng ta đứng đây được chân cừu để xem bà con những người đi xe đặt thô hoạt động nghề nghiệp như thế nào, kiếm sống như thế nào. Dạ chú sáng nay chạy được chuyến mới chưa? Dạ. Chú sáng nay chạy được chuyến mới chưa? Chạy được phục vụ mọi người đó. Được mấy ngàn? 5 ngàn. Sai cân? Sai cân? Dạ, được 1 triệu thôi. Chú chờ chi? Dạ, 1 triệu 7 thôi đó. 1 triệu. Chờ rau à? Dạ, rau hành. Dạ. Rau hành? Chờ mấy người với thôi chứ đó. Mình thôi đập đấy, chưa ta? Dạ. Đợt này đi được không? Dạ. Đợt này đi được không? Còn ngày không, còn ngày mới đi được. Dạ. Ngày không hết. Một ngày bây giờ kiếm được khoảng 70 ngàn. Dạ. Một ngày chủ kiếm được 70 ngàn. Không có này. Không có luôn hả? Không có. Dạ. Dạ. Còn 10 ngàn, 15 ngàn thôi, rồi thôi. Một ngày hả? Dạ. Như thế là được. Như khi còn 5 ngàn nó về thôi. Dạ. Một lần chờ là được 5 ngàn. Đi mau mau về nhận quà chú ấy. Chạy lên có. Chạy lên có, kì. Dạ. 5 ngàn, 10 ngàn chạy hết. Dạ. Chị thấy là nó còn luôn. Em đi đấy. Dạ. Chú vừa chạy xong chạy chuyện khác rồi này. Hả? Cùng máu hả? Dạ, về nhái đây. Sáng nay đặt hàng hả? Dạ, em bãi hết, chắc mình kiếm lại thôi. Dạ, sáng nay tại vì ít người. Bãi hết. Cùng 5 ngàn. Một chuyện như vậy là 5 ngàn. Hai xa chuyện 10 ngàn thôi. Chứ chạy sai gần. Cùng 5 ngàn thôi. Dạ. 10 ngàn chứ. Đó là được 10 ngàn rồi hả? Dạ, 10 ngàn cũng bật rồi. Không đạp mà chòi chòi vậy thôi. Rồi chú anh mới kiếm được 5 ngàn về. Lâu ngày chưa khỏe không em? Ăn sáng chưa? Ăn rồi à? Ăn sớm rồi ấy. Tiền bỏ mất rồi. Mới đi à? Chưa có tiền hả? Ai cho lấy cho thôi. Ai cho thì lấy. Được đi áo quần đẹp trên đấy. Chúng ta xem một chiếc xe của một chủ đi xe đạp thô. Xe này bán đồ cổ chắc cũng được.
Ồ, thời gian mình rẹp hết. Sáng đi sáng lại. Rồi anh đại diện nhà hào tâm, anh chị hạt u ấy, giờ em 300.000 nha. Rồi em mấy tờ, 2 tờ, rồi 300.000 rồi ấy. Cảm ơn anh chị nghe. Rồi, rồi chào chú, chúc chú học tốt, thanh niên rất là tội nghiệp. À, thì đẩy xe đi kiểm soát tương đồng vậy. Lăng xe. Đây trên đường trần của thành phố Huế cho bà con. Đoạn này phường Phước Vinh. Chúng ta sắp đi qua cầu Khó Rèn. Thẳng đường là Lý Thường Kiệt. Rồi có thể đi ra băng qua đường Hà Nội, ra đường Lê Lợi và ra phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu luôn. Đây có quán bánh lọc của một bà cụ, nhưng mình chưa thấy bà cụ dọn xong. Dạ chào chú Khánh. Chào rồi. Dạ con chào các bác. Dạ các chú. Đây là các bà các chú đi xe đạp thô ở chợ Ân Cựu. Dạ con mời các bà các chú đợi chủ quán ra mình thưởng thức cái món bánh lọc. Mời bà con phương xa ngắm thưởng thức cho vui. Ồ, mời chủ quán nhớ mà ra này. Chà. Mẹ ơi, hôm nay nhờ mẹ cho một vài đoàn chúng con thưởng thức. Cho con xin phép hỏi mẹ có phải mẹ Hạnh không mẹ? Dạ. À đúng rồi. Chào em. Ăn chưa em? Dạ ăn tôm chua. Ăn tôm chua hả? Có bán tôm chua nữa à? À bán cuộn tôm chua. À có vẻ là ha. Mẹ bạn ở đây tất cả là mấy món? Dạ bạn hãy chọn cho bánh lọc và bánh cuộn thôi. À bánh lọc và bánh cuộn. Dạ. Bánh cuộn tôm chua. Dạ. Dạ các chú các bác ở đây có hai món. Một là bánh lọc, hai là bánh cuộn tôm chua. Các chú các bác ăn cái gì gọi cho con ạ? À ăn cái gì mềm mềm á? À bên đây con cái ghế này, trẻ cô gái dễ thương nha, nhanh nhanh ha. Dạ. À, chú nói con lâu ngày hả? Dạ. Chú con nhớ hả? Nhớ chứ. Dạ. Lâu nay mình gặp anh cho tôi thì gặp bạc Bình luôn. À bạc kia thì gặp cháu Hoài. Dạ. Mẹ cho con một dĩa bánh lọc, con lại bánh cuộn mẹ ha. Dạ. Thầu này là thầu tôm chúa này, con thầu này thầu chi mẹ? À được leo hả? Còn ném về chả nữa. Bên kia một nhóm thanh niên, chắc là sinh viên ăn chiều. Em hình như con đi học phải không em? À, ngành gì y à? Học y ạ. À, mấy năm rồi? Dạ, 3 năm rồi. Ở Đà Nẵng hả? Dạ, ở Quảng Ngãi. À, Quảng Ngãi. Quảng Ngãi ở đoàn nào? Dạ, ở huyện Sơn Tịnh ạ. Có gần quảng câu chị lên thịt bò có mỏng không? Dạ không ạ. Cái đó ở trong cỡ nhà trong thành phố rồi, em ở quê. À mê bạn vừa rồi bên xuống là tầm cỡ 2:30 hết, chắc phải đến 5-6 giờ, 5-6 giờ chiều là hết. Em là sao? À bốn rưỡi là hết rồi hả? Một dĩa như vậy là mấy anh? 25.000. Đấy? 25.000. 25.000 à? Dạ. Bạn cho anh 24.000 được không? Dạ. Mẹ đã rằng được hết.
Ồ, còn có thịt heo nữa. Em là con gái của mẹ luôn hả? Dạ. Hồi sáng con có về chợ Ân Cựu mà không được gặp đầy đủ các chú các bác. Dạ. Dạo này sao? Đi xe đạp thô có kiếm được nhiều tiền không? Nhiều lắm. Dạ ngay thì kiếm nhiều khi được vài chục mà nhiều khi cũng có. Dạ. Nhiều khi anh về đó là gặp đang chở hàng đi hết. Dạ dạ. Rồi con về là khoảng 8 giờ hơn một chục đó. Rồi vì anh là xe thô chở hàng cùng giống như xe thô chở Đông Ba là mùa ní là đổi khổ. Dạ. Mùa ní là đổi khổ. Dạ. Dạ. Anh điện cho thì quả mình. Dạ. Dạ. Nên là đôi dạ. Khi anh thì ở mỗi người một nơi. Dạ. Dạ. Có người có điện thoại và có người không có. Anh cứ kêu nhau thì được. Dạ. Rất là khó. Anh cứ hiện nay là chuyện người. Dạ. Được bao người rồi bác? Dạ con người xa quả không đi được. À người xa quả không đi được hả? Dạ. À dạ. Ồ đây là một dìa này. Chù, có vẻ chất lượng quá. Ồ, hôm nay có nhân viên phục vụ. Anh đã bế đi chà. Dạ. À các chủ trẻ nói mời người lớn ăn trước. Dạ. Ồ. Lào đắc thọ chứ. Một dĩa có thịt heo nữa ấy. Rồi, rồi một dĩa quá tuyệt vời. Ném ha, một dĩa đầy đủ chất đạm quá tuyệt vời. Và còn một cái nữa. À, anh em chế thô là họ chế thô đạp. Về hiện đại chưa là chỉ chợ hàng thôi. Dạ. Ví dụ như gửi tới Nam Phương, họ gửi tới gì đó. Rồi họ bỏ về hàng là đi. Dạ. Chứ còn chợ người không có. Chứ dạ. Đạp bây giờ không chợ người. Chợ người là họ đi toàn chợ hàng nhà nhà đó. À, dạ. Gần mãi hết. Dạ. À, họ đi toàn gần mãi không đa hết. Vì không đa thô quá lồng loàng dưới chứ không phải ít. Dạ. Dạ mấy cặp chùa cặp bạc dung. Dạ con đi đùa là sáng. Trẻ con nhìn còn thề quá ha. Dạ. Đang ngon anh. Thầy anh ăn có vẻ như là rất ngon. Đúng buổi trưa. Dạ. Đúng buổi trưa rồi. À dạ dạ. Ăn ngon phải thấy ăn. Dạ. Mới chủ ăn dạ. Con chủ đây hình như bị đau mỏi dày hả? Dạ. Đau chứ là chủ? Dạ đau mổ ruột. À. Đại tràng. Ồ rồi à? Dạ. Bây giờ rồi mình ăn chi? Dạ đang ăn chảo. Ăn chảo thôi hả? Anh bật mì điện lên là có phân co. À dạ được rồi. Rồi mấy ngày nay có đi xe không? Dạ đau còn nửa tháng nữa rồi mà. À đau còn nửa tháng rồi. Dạ đây là dìa Bình Lộc. Bình Lộc có chả với ném nữa. Rồi là cây da heo chiếc. Tóc. Tóc. Kiểu giống như tập mỡ. Dạ dạ dạ. Tôi cô ơi. Dạ dạ. Cái lâu lâu đổi món là cho vui các chú các bạn ha. Nhiều lúc mời các bạn các chú ăn bèo nầm lọc rồi bún bò Huế rồi là xôi vân vân. Hôm nay mình thưởng thức đi ăn dào. Ăn bùi cho vui. Yeah. Hôm nay mẹ dọn hàng cái bạn đắt liền còn khách đông liền. Dạ. Mẹ ngay nãy bạn đứng mẹ. Dạ mưa đi ít lắm ạ. Dạ. Mà tôi mà đi xe đạp thô nữa nha. Yeah. Là thuộc chợ Ân Cựu á. Yeah. Là trước đây có 30 người con. Yeah. Mạnh khỏe đi á. Yeah. Nhưng các người nữa tới tuổi tôi sống đi qua lần hết. À dạ. Yeah. Yeah. Thì ngày hôm nay là còn một số người của chúng tôi đấy á. Là chục người và trên chục người đó. Dạ. Yeah. Yeah. Chục người trở xuống nó chẳng còn trên chục người nữa. Dạ yeah, dạ. Yeah. Nên đây là những người Lào. Dạ. Yeah. Người Lào liền. Yeah. Sống quá trên 25 năm về 30 năm đi xe đạp thô đấy. Dạ. Yeah. Bánh lọc ăn được không chủ? Rồi được. Dạ. Ngon hả? Chủ khen ngon. Anh là Dương Đề. Dương Đề là 64 tuổi. Nhưng mà anh bán cái rem. Bởi là xe đạp thô là 50 năm rồi anh nhỉ. À. Dạ. Có tuổi đời 50. Chủ Trương Đề hả? Dạ. Từ lúc 14 tuổi thì chưa đâu. Dạ. Thiên xe đạp thô là 30 năm rồi. Dạ. Thầy ok không chú? Không. Ăn như thế nào?
ăn à. Ăn cho vui. Bên thầy món ăn có vài món sản kiến của mẹ của Trung Quốc. Phối thức ăn theo cái kiểu tư nghị. Hồi đêm về hồi sáng mưa, của hồi đêm mưa to. Hồi đêm đến nhà con mưa gió nghe u u tôn đập rầm rầm luôn, tưởng như là bão luôn. Bác nói là thời tiết ủng hộ cho anh em đi xe đạp thô, chiều nay có thể là đi nhận quà được, con được ăn nữa. Anh em mua đi giờ chưa về anh giờ chưa vì chỉ là đi thô cũng có. Bác nói anh em xe đạp thô mua đi đói khổ, nghe được có quà rất là mừng. Mẹ bạn đưa là hơn nữa rồi, mình thấy cái tháo bình lọc và bình biển. Hỏi mẹ còn được uống không, mẹ nói thông cảm. Dạ, thì thông cảm thôi chứ biết sao chứ. Ồ, mới một chục thôi mà mẹ bạn được rất là nhiều rồi. Gần hết lúc rồi, ta nữa. Dạ. Dạ, con thưa quý bác, quý chú, là hôm nay chúng ta rất là vui. Được một nhà hào tâm đó là anh chị Hạc U và ở Cali, Mỹ gửi cho chúng ta mỗi người mỗi phần quà như vậy là 300.000. Có vui không ạ? Dạ, mình vui. Giờ nói chạy được ngay 30-40 thôi, chứ có phần quà 300 bạc là vui rồi chứ nữa. À, chú nói chạy một ngày như vậy là 30-40, giờ được không bị 300.000. Thì vui quá rồi cho chi nữa. anh giỏi nhất đồ xe đập thổ xa gần ít tiền nhiều tiền với anh đều tận tùy phục vụ ba con cả thành từ anh là tắt khách nhất mình được ngay được 30 cái con những cái hàng ý là 20-30 là mừng rồi mà còn ngay còn chục mình. À, ý bà có là chùa đấy là giỏi nhất là bương là dành hết việc của các chú con lại cho nên chỉ được nhiều tiền. Mình tùy mà uy tín chờ hàng hóa là cũng thất thoát cũng rơi và thành từ những chừng mô là đem giao cho khách chuẩn bị thành à. Được bà con yêu mến cho nên là anh em chạy được nhiều có uy tín với khách do khỏe chú đáo. Do theo mùa hàng năm cho chạy là người ta cũng mãi nhiều. Vậy là cuối năm, cuối đầu năm là vấn đề là kiếm được 100-70. Còn bên kia là mua lo mắng khó nên giờ chị cũng phải đi. Mà hơn nữa từ năm chúng tổ á, ta đi về giao lo mắng cho có anh em đoàn kết. Có cái gần vùng giao kia. Bởi vì tuổi lớn rồi, giờ chưa không đi cũng được. Mà giờ không làm được việc gì. Có phải tới du lúc còn ngày không có đông mô nữa. Nhưng mà phải đi tới để anh em gặp nhau. Một ngày chuyển 20-30 á. Và như lúc hết lắm, đang được 40-50. Mà còn cầm ngày 20-30. Mà dù lúc là còn ngày không có đông mô nữa. Như thân quen rồi, không thời thì nhớ nhau đó. Đóng tổ. Anh em xe thô đấy là tuổi cao rất nhiều cả rồi, kể ra cũng có nhiều người khiến anh em chúng tôi là đổi nghề, chứ không biết đổi nghề chi nữa anh nhỉ? Chỉ chơi chuyển xe cuối cùng là lại xe hôm ra nghĩa đáng rồi thôi, đó là chuyển xe cuối cùng nghề chính đổi được. Nghe ngồi nào nông quá. Dạ rồi bây giờ con rất là vinh hạnh đại diện anh chị Hạc U ở Cali, Mỹ, xin nơi gửi cảm phong qua yêu thương cho bác. Bạc xem 300 ngàn đóng thế. Dạ rồi, rồi chú. Anh kính cảm ơn gia đại tờ. Dạ, con người chú. Đại diện cho chuyện anh em Việt Nam. Cái thành phần thu nhập quá ít rồi. Hôm nay là nhận được món quà của anh chị ở Cali. Tôi đại diện kính cảm ơn. Cảm ơn tài trợ. Có kính gửi chú. Cảm ơn. Không kính gửi chú.
con kính gửi chú. Dạ dạ dạ. Vui luôn các bà các chú ha. Con thấy rất là phấn khởi. Còn lại một người trong tổ nữa, sao rồi bác? Dạ anh đây, anh đau ổn mà anh ở nhà. Ngày nay anh đi làm có tính rồi, nhưng mà anh bảo là anh đau quá anh không đi được. Dạ. Thì nếu anh Bình về nhà tay trời sạc lòng thì xin cho tôi nhận giúp cho anh để cao trần tay. Dạ. Như vậy là thêm một bác nữa là 9. Dạ. Con xin nhờ bác gửi về giúp cho bác ở nhà không đi được vì ốm. Dạ. À, vì bác Nghĩa ở gần nhà của bác đó luôn, bác vừa khó đạp xe thể dục lúc bác ấy. Dạ. Dạ rồi, dạ dạ. Dạ, ngày mai thì giáo tận tay với anh. Dạ. Dạ rồi, chúng ta cho trang vào tay cảm ơn quý nhà hảo tâm. Dạ rồi, dạ rồi, con chào quý bác quý chú. Chúc quý bác quý chú khỏe và là nhiều chuyện hàng để hàng ngày có thể kiếm sống qua ngày. Dạ, dạ. Dạ, chú nói xin chào. Hẹn ngày gặp lại. Dạ rồi, dạ, cũng mong ngày gặp lại. Dạ, dạ. Tôi đau ổn mà giờ chưa nghe cho thì tôi mừng chứ. À, dạ rồi, dạ, dạ, dạ. Dạ rồi, con chào chú, chào bác. Dạ, dạ. Nhiều người nói là mong hẹn gặp lại. Dạ rồi, con chào. Dạ. Chào chú ạ. Dạ, xe từ hết hàng của mẹ chưa? Con. Hồi xưa mẹ ở đoàn của mẹ. Dạ, chị Ăn Cừu ạ. Ờ gì mốt? Ăn Cừu ạ, đi chầu Phương Nhung ạ. Ờ Ăn Cừu, dạ. Đường chi? Đường Phan Đình Phùng. À đường Phan Đình Phùng luôn. Dạ. Ở Mặt Tiền luôn hay sao? Dạ mốt ở trong hẻm. À rồi ạ, ở trong hẻm. Dạ. Rồi mới có người biết mẹ này. Dạ. Hôm nay các bạn đó có qua, mẹ cũng có. Dạ. Ồ, mẹ thấy vui không mẹ? Dạ vui. Ngay rồi mừng. Dạ. Con mừng cho mẹ. Dạ. Mẹ nói ngay đi về sớm hết. Em anh ơi gửi tiền bánh cái đã. Dạ, con mời mẹ nghỉ tay nhận quà. Dạ, cảm ơn anh. Con đại diện đó là anh chị Hạc Úc ở Cali, Mỹ gửi mẹ 500 nghìn vậy ha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ, dạ. Chào, vui quá mẹ ấy. Dạ, hôm nay có như băng mấy lần mấy buổi chiều. Đó là băng cũng 2-3 buổi chiều chứ. Yeah, yeah, yeah. Đó cảm ơn hai vợ chồng cậu cổ quá cho tôi rất cảm ơn anh chị Hạc U. Anh chị Hạc U. Dạ dạ dạ, con cảm ơn mẹ, chúc mẹ khỏe và bạn được. Dạ, con chào mẹ. Một cây cầu trên cái tuyến đường đi bộ xuyên rừng rất là duyên dáng dễ thương. Xa xa kia là cầu Bạch Hộ, bên cạnh là cầu Dạ Viên. Ở đây có một nhóm các chú các bác đi xe đạp thô, bên sẽ đại diện quý nhà hảo tâm để gửi các phần quà yêu thương. Dạ con kính thưa quý bác quý chú, hôm nay cũng có cái duyên yêu thương, con đại diện anh chị nhà hảo tâm Hạc U ở Mỹ xin gửi quý bác quý chú một phần quà như vậy là 300 nghìn. Tôi xin thay mặt anh em chúng tôi chờ đông ba kính cảm ơn quý nhà hảo tâm và thành thật kính chúc các nhà hậu tâm luôn luôn mạnh khỏe. Dạ con bác. Dạ con xin gửi bác phần quà. Xin cảm ơn nhà hậu tâm. Dạ rồi, dạ rồi, đây, dạ dạ. Dạ rồi, vui bà bác ấy. Cảm ơn nhà hậu tâm. Dạ rồi, em gửi anh. Dạ, phong cảnh nhìn qua đẹp quá ha. Dạ. Dạ, 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 dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, em xin gửi anh. Dạ, rồi, dạ. Nhà hậu tâm. Dạ, gửi chú. Dạ, dạ, dạ. Dạ, con gửi chú. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, con gửi chú. Dạ, dạ. Dạ, con gửi bác. Dạ, con cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ, em gửi anh. Xin cảm ơn nhau tâm. Dạ, 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 rồi, dạ. Xin cảm ơn. Dạ, như vậy là 9 người. Dạ, dạ, dạ. Bà con nhận quà vui vẻ, đạp xe về. Dạ, vâng, đây là cảnh đường Phan Đình Phùng mà hồi nãy chưa bình... đại diện quý anh chị Hạc U gửi trao các cái phần quà yêu thương của anh về ba cụ bán bánh, đó là mẹ Hành và cũng như là quý chú quý bác xe thô ở cả chợ Ân Cừu cũng như là Đông Ba. Bên này xin cảm ơn anh chị rất là nhiều cũng đã ủng hộ cho mình cái chi phí thực hiện video. Kính chúc anh chị luôn mạnh khỏe
gia đình hạnh phúc mọi sự như ý. Xin cảm ơn quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý khán giả đã đồng hành cùng với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin được chúc tất cả mọi người luôn mọi điều tốt đẹp. Hẹn gặp lại bà con ở các vlog tiếp theo. Không quên giúp cho mình đăng ký nếu chưa đăng ký, cũng như là góp ý comment bên dưới, chia sẻ video để bà con bạn bè người thân để chúng ta thăm Huế, gặp trên diễn đàn YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại bà con.